kiến thức học đủ, xây dựng chất học tích. Thank you.
Thank you.
Thank you.
buông chút đi dạo của con người đi thôi. Thank you.
Đại diện chính quyền địa phương là ông Trừ Bá Điệp, bà con khu phố, họ hàng nội ngoại, đặc biệt là các tầm đền, tầm điện, thủ nhang và các đệ tử gần xa. Cho phép tôi được thay mặt cho ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời ông Trừ Bá Điệp, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Chống, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi khu phố 1 lên đọc lời điếu. Vâng, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể mọi người có mặt tại đây chiều nay, kính thưa toàn thể gia quyến của Liên Ngọc Quán, giờ đây chúng ta vô cùng thương tiếc tiễn đưa cụ Liên Ngọc Quán về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa các cụ, các ông, các bà, cụ Liên Ngọc Quán sinh năm 1930 tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hiện thường trú tại số nhà 16 ngõ Hàng Hành, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 21 tuổi, cụ xây dựng gia đình. Cụ sinh được 3 người con, gồm 1 trai và 2 gái. Cụ đã nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Nay, do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 23 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2016, tức ngày 7 tháng 11 Bính Thân, tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi. Cụ mất đi là khu phố mất đi một thành viên, gia đình mất đi một người ông, người cha mẫu mực. Đau thương này kể sao cho xiết. Nay giờ phút thiêng liêng tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã đến. Chúng ta xin dành một phút mặc niệm kính cẩn cúi đầu trước vong linh cụ, tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Một phút mặc niệm bắt đầu. Cho ban tổ chức lễ tang thay mặt ban quyền xin cảm ơn ông Trừ Bá Điệp, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Chống, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi khu phố 1, đã có đôi lời ai điếu chân tình và bộc bạch ôn lại quá khứ tiểu sử của cụ Liêu Ngọc Quán.
Tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình có đôi lời đáp từ trước toàn thể tăng lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban đại diện chính quyền phường Hàng Chống, thưa vị lãnh đạo người cao tuổi phường Hàng Chống, tôi là em ruột, em của anh Quán, ông Quán đã quá cố. Tôi được sự ủy quyền của gia đình, thay mặt gia đình lên xin một lời cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em đã vút bớt thời gian và ngọc đến đây dự lễ tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc gia đình tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, mong được bà con thông cảm và lượng thứ. Xin thay mặt gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc toàn thể bà con hàng xóm hai họ mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Vâng, cũng thay mặt thân quyến xin cảm ơn đại diện của gia đình có đôi lời đáp từ trước toàn thể tăng lễ. Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời các đại đức, thượng tọa pháp sư, các thầy và làm lễ cho cụ Lưu Ngọc Quán trước lúc đưa cụ về đây ăn nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Yeah, no.
tây đăng yêu liên đại bản nhập tiêu giao thần thế tịnh vực hiện tại trần lao thiên cai thượng phẩm chi hoa phật thủ nhất chi nam mô chỉ sơn sơn băng, chỉ hải hải kiệt, chỉ nhân nhân thọ trường sinh, chỉ quỷ quỷ hoàn thoái tán, giá năng hộ quốc an dân, giá năng lợi nhân tế vật, đạo đức sùng cao, thần thông đệ nhất, an thần thông biến hóa vô cùng xa hạ, an thần thông biến hóa vô cùng xa hạ, an thần thông biến hóa vô cùng xa hạ. Phá quỷ thổ hoành kim lương đăng ngọc lộ an hồng phát cha sa hạ an minh hồng phát cha sa hạ an hồng phát minh sa hạ. Thank you.
Chân linh nguyên bình sinh ư canh ngọ niên môi nguyệt nhận thời thủ sinh hướng bảo điệt bát thập thân tuê đại hạn vũ binh thân niên. Thầm nhân nguyên sơ ban nhân ti bài thọ chung. Duy nguyên chân linh nhân chân bân môi lùng dùng đốn không binh thoát nhân gian sinh từ căn trần đốn nhập như lai báo minh không hài. Quan âm đang bàn thế chi vi bằng bán đứng chỉ trung thân tây đăng cứu liên đài bạn nhập tiêu giao. Thân thế tình vững nghiêm tà trần lao liên khai thương phẩm chi hoa Phật thù nhất sinh chi kỳ. Tiêu giao kim thế giới khoai lăng cứu liên đài. Hôm trường lễ như lai thân thừa kim thủ kỳ. Ngương lao đại trung di khẩu đồng âm chuyên chú nhất tâm vì chân linh chí thành hồi nguyện. Nguyện sinh Tây Phương tình đó chung kiểu phẩm liên hoa. Love.